Thủy Tiên mất món đồ từng coi như báu vật khi đi từ thiện. Món đồ rất đặc biệt với Thủy Tiên, đồng hành cùng cô trong các chuyến đi miền Tây hạn mặn, miền Trung cứu trợ. Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ về món đồ quý giá, đồng hành cùng cô trong chuyến từ thiện cách đây 3 năm. Đó là chiếc nón lá kỷ niệm, che nắng che mưa mà cô giữ như báu vật và vẫn dùng thường xuyên. Tuy nhiên, khi nhờ stylist cầm hộ thì người này lại vô tình đánh mất khiến bà xã cựu cầu thủ Công Vinh vô cùng tiếc nuối. Cô chia sẻ, cái nón lá kỷ niệm của tôi đi miền Tây hạn mặn, miền Trung cứu trợ, nhờ có nó che chở cho tôi lúc nắng bạt mặt, mưa bạt tóc. 3 năm rồi vẫn giữ như báu vật, nhờ bà làm tóc cầm dùm để vô chụp ảnh mà nghĩ sao bà làm tóc nói. Vợ em tưởng chị lụm nón của mấy cô cắt cây trong resort nên em quăng dưới cọ ai lấy mất tiêu rồi. Vợ em. Trước đó, nữ ca sĩ Thủy Tiên vướng phải loạt ồn ào khi đi cứu trợ, từ thiện. Dù đã sao kê chi tiết và rõ ràng nhưng đến tận thời điểm hiện tại, cộng đồng mạng vẫn còn tranh cãi về việc đi từ thiện của nữ ca sĩ. Mới đây, chủ nhân ca khúc Giấc mơ tuyết trắng lên tiếng giải thích việc đếm 6 tờ 500.000 thành 5 triệu đồng. Cô khẳng định bản thân bị oan do những đoạn clip được chỉnh sửa khiến người khác cho rằng cô ăn chặn từ thiện. Thủy Tiên cũng bức xúc khi cho rằng dù đã livestream rõ ràng, tuy nhiên nhiều người cố tình cắt ghép và bỏ đi đoạn sau để lan truyền sai sự thật. Điều này khiến cô bị chỉ trích ăn chặn tiền. Vợ của Công Vinh bất lực trước loạt thông tin sai sự thật và những lời nói vô lý đến từ anti-fan. Tiền biết là giờ có nói ra thì cũng chẳng thay đổi được gì, ai không tin thì họ cứ không tin. Nhưng Tiên nghĩ rằng những người đang theo dõi Tiên họ sẽ nhẹ lòng hơn khi nghe được sự thật câu chuyện được chia sẻ từ phía Tiên, nữ ca sĩ phân trần. Sau thời gian im ắng vì ồn ào từ thiện, Thủy Tiên đang dần trở lại hoạt động nghệ thuật và tham gia các sự kiện giải trí.